Ở đây người ta cho hỗn hợp E gồm các triglyceride đi tới dục với NaOH. Thu được 3 muối là C17HXCONa. Tiếp theo là C15H31CONa. Và cuối cùng là C17HICona. Với tỷ lệ mol tương ứng là 3,4,5. Như vậy đạt đây là 3, đây là 4, đây là 5 luôn. Để tạo ra glycerol C3H5 OH tất cả 3. Khối lượng ở đây người ta cho chúng ta là 7,36. Mình chia cho 98 thì số mol thằng này là bằng 0,08. Chúng ta cân bằng theo sơ đồ như sau. Ở đây mình có 3 natri, 4 natri và 5 natri, tổng là 12 natri. Như vậy đây là 12. Mình biết rồi, mol E và mol A glycerol chúng ta sẽ bằng 1 phần 3 mol natri. Như vậy ở đây nó sẽ là 4. Rồi. Như vậy 4 thì 0,08 mol. Như vậy mình tính được cái số mol như sau. 0,08 thì bên này sẽ là 0,08. Tiếp tục của chúng ta đó là gì? Đó là 0,08 nhân 3 chia 4. Là bằng 0,06. Tiếp tục 0,08 nhân 4 chia 4 thì 0,08. 0,08 nhân 5 chia 4 là 0,1. Rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, người ta thực hiện vẫn đốt cháy thì cần oxy. Chúng ta hiểu như thế này. Ở đây chúng ta có oxy, có số mol là 6,14 mol này. Chúng ta thực hiện vẫn cháy. Cháy đây mình tách thành nguyên tố C, H và O. C chúng ta đốt cháy thì tạo thành CO2, hydro cháy thì về nước. Như vậy chúng ta cân bằng thì đây là 0,5T. 0,5 đúng không ạ? Như vậy để tính được M này chúng ta sẽ cần tính mol C, mol H và mol O. Chúng ta cần 12 nhân mol C cộng cho 1 lần mol hydro cộng 16 lần mol oxy. Như vậy nhiệm vụ chúng ta là đi tính mol C, mol H và mol O. Như vậy chúng ta thấy như sau. Trong sơ đồ này á thì đây chúng ta sẽ tính được mol C. Mol C đúng không ạ? Mol C trong E. Mol C trong E thì khi chúng ta cộng cho NaOH thì đây nó natri chúng ta thế vào vị trí hydro thôi. Như vậy đây natri mol oxy trong E sẽ được tính như sau. Mol C trong E này và mol oxy trong E. Ở đây mình sẽ không tính được hydro vì chúng ta chưa rõ giá trị xi. Được chưa? Để tính được mol C trong E thì chúng ta tính như sau. Em sẽ lấy mol C ở vế phải đúng không ạ? Bằng mol C trong E. Em tính như sau này. Em sẽ lấy 0,06 nhân cho số C đây là 18. Cộng cho 0,08 nhân số C là 16. Tiếp cái này là 0,1 nhân cho 18. Cộng cho C bên này 0,08 nhân cho 3. Ở đây mình tính được là bằng 4,4. Như vậy C đây là 4,4. Tiếp theo mình đi tính mol oxy trong E. Mol oxy trong E sẽ được tính như sau, bằng tổng oxy vế trái trừ đi oxy vế phải trừ đi oxy vế trái. Đây 0,08 nhân cho 12 chia 4. Thì mol NaOH sẽ bằng 0,24. Như vậy mình tính như sau.
mình lấy oxy vế phải này 0,06 nhân 2 cộng 0,08 nhân 2 cộng cho 0,1 nhân 2. Chúng ta cộng cho thằng này 0,08 nhân cho 3 chúng ta trừ đi oxy bên vế trái là trừ đi của NaOH 0,24 nhân 1. Ở đây mol oxy là bằng 0,48. Mol oxy trong e là 0,48. Được chưa? Như vậy ở đây mình sẽ có này. Thằng này là 0,48. Như vậy mình đặt số mol thằng này là T mol thì đây là 0,5T. Như vậy để tính được M này chúng ta cần tính T. Mà muốn tính T thì chúng ta có này oxy, 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 oxy. Như vậy chúng ta đi bảo toàn oxy là tính được T. 2 nhân cho 6,14 oxy bên vế trái, oxy vế phải, xin lỗi, cộng cho 0,48 bằng oxy vế phải là 4,4 nhân 2 cộng 0,5T. À, bây giờ chúng ta tính T. T ở đây mình tính là bằng 7,92. Và khi đó chúng ta sẽ tính được khối lượng M. M được tính như sau. 12 nhân cho 4,4 cộng cho 7,92 cộng cho 16 nhân cho 0,48. Ở đây mình tính được là 68,4 gam. Như vậy có đúng, bây giờ mình chọn là câu A.